gió mát. Xin anh dừng đây để sưởi lòng mái ấm đêm nay. Tiếng khúc còn xa mà bao đêm chưa nhòa. Rồi ngày mai quan tới đường trời xa chi. Chưa có chuẩn bị đề tài để chia sẻ, mặc dù có tin tức rất là nhiều. Tin tức rất là nhiều quý vị. Thôi, mình chỉ có muốn hát thôi. Không có muốn... Để Châm kiếm nhạc. Mời, ok, Châm thấy cái bàn tay của anh Cao Ai cứu bầu rồi. Châm mời anh Cao Ai nhé. Trong khi Trâm anh Cao Quai hát thì Trâm đi kiếm nhạc, ok. Cảm ơn cái bàn tay của anh Cao Quai. Rồi, chị cứ tìm nhạc thoải mái ha. Dạ, Cao Quai thân chào cả nhà. Mời cả nhà giơ tay sinh hoạt đủ thứ chuyện cho nó vui. Dạ, ngồi với chi cho nó buồn. Vậy cũng ngồi được hay thiệt ơi.
À, cảm ơn chị Trâm Oanh á, gửi cái mic lại. Gửi cái nhà bài nhạc nhé cả nhà. Hai dòng sông buồn lặng lẽ trôi qua, hội canh có đông sao ly biệt thành tình tận. Phương trời xa dù hạnh phúc trong say, có nhớ nơi quê nghèo em một lòng. Sông vẫn là sông chảy ra từng dòng, thương mai cánh cò nay đã về. Em mang trong tim bóng người năm nay, sống nơi quê người anh có nhớ về em. Quanh dồn tay trở lên nha, trở lại nha. Chị Tâm An sức khỏe long thể an khang nha. Bao kỷ niệm xưa của anh, bên mai canh nghèo cuộc bập cài, rồi ta yêu nhau bao mùa mưa nắng, đã hơn một lần tay ấm. Nay dòng sông buồn lặng lẽ trôi qua, hội canh bò đâu sao ly biệt thành tình sầu. Phương trời xa dù hạnh phúc trong sáng già, có nhớ nơi quê nghèo em một lòng. Sông vẫn là sông chảy ra biển sông, thương mai cánh cò nay đã về. Em mang trong tim bóng người năm nay, sống nơi quê người anh có nhớ về em.
em mang trong tim bóng người năm nay. Sống nơi quê hương, anh có nhớ về anh? Alo, Hiếu Tự Do. Chào cả nhà mới vào rung nhé. Mời cả nhà giơ tay cả nhà chia sẻ xin những thứ cho nó vui. Dạ hết rồi cả nhà. Rồi không ai gửi cái mic lại cho chị Trung Quanh nha. Chị Trung Quanh ơi, nhạc nhiếc đầy đủ ha. Mời chị lên nha. Ok, một lần nữa Trâm xin được chào tất cả quý vị nhé. Tin mới nhất là tiếp tục FBI gửi 35 nhân viên đến bắt hết tất cả những tay chân của ông Donald Trump để coi cái game này nó sẽ đi về đâu nha quý vị. Chấm hát đã, ngày hôm nay mới có thời gian xem cái hàng tít đầu một chút. Hàng tít đầu một chút. Đây là một chế độ sắp chết. Đó, đó là một cái tiếng gọi là tiếng phát súng sau cùng để lát rồi chấm hát xong rồi chấm. Ngày hôm nay chưa có thời gian để, nhưng mà cái hàng tít đầu nó là như vậy. Để chấm hát. Em nơi đây nhé mãi nụ cười.
Ok, để tiếp tục cho Trâm xin được mến mời cầm quài nhé. Ok, rồi có Kha Quay về rồi quay ha. Khoai thân chào cả nhà, mới vào không vào chào lại cả nhà hết ha. Mà cái nhà thôi thì ngồi chơi chơi nước hả? Quá xả đã muốn gì nữa. Cảm ơn chị Trâm Oanh gửi cái nhà bài nhạc nghe hay. Mời tay chị trở lại ha, anh không trở. Mời tay của anh luôn nha. Cả nhà. Gửi cái nhà bài nhạc nữa nhé, cả nhà. Đêm đêm gió thổi từng cơn, gió lạnh về từng cơn, nhớ người em gái thương. Đêm đêm anh ngắm sao trời, thấy lòng nhớ thương vô vàn. Người em đêm nay nhớ nhiều về với kỷ niệm. Nhớ ngày hai đứa biết đêm nay nghe gió heo mây bóng nhớ em vô bờ những ngày tháng ngày bên nhau bây giờ em có nhớ nhớ chiều nào mưa bay mình cùng chúng vượt trên con đường về xa lắm mê mơi và nhớ những lần ta xa cách em gối tròn theo khắp miền thành em giữa trời đầy nhớ về người thương nhớ ngày hai đứa yêu em nhớ chinh chiến bao lâu giờ anh linh xa quê nhà nhớ người em gái thôn quê nhớ ngày xưa đó em mừng tay quên không trở nữa. Trời thấy mặt của bà chị mình rồi sướng dễ sợ sợ chị giận dữ chứ đêm đêm gió thổi từng cơn gió lạnh về từng cơn nhớ người em gái phương xa đêm đêm anh ngắm sao trời thấy lòng nhớ thương vô vàn tụi em đêm nay nhớ nhiều về với kỷ niệm ngày xưa nhớ ngày hai đứa yêu đêm nay nghe gió heo mây về bỗng nhớ em vô vàn ngày tháng ngày bên nhau bây giờ em có nhớ nhớ chiều nào mưa bay mình cùng chung bước trên
con đường dài, đường về xa lắm nghe tôi và nhớ những lần ta xa cách. Em gói tròn yêu thương theo khắp miền này. Em ơi, giữa trời đầy nhớ về người thương, nhớ ngày hai đứa yêu. Em ơi, chinh chiến bao lâu rồi, anh linh xa quê nhà, nhớ người em gái thân quen, nhớ ngày xưa đó. Hello anh chim Bắc Cảnh. Cái đàn nó công nhận, phải nói Việt Nam mình có cây đàn đó độc quyền luôn ha. Thế giới không biết có không ta. Cây cái đó nó kêu gì mình cũng quên. Cái đàn một giây đó cả nhà. Lâu quá cái từ đó không xài quên. Ok, rồi hát bài. Để không ai gửi mic cho chị Trâm Quanh nha. Chị Trâm Quanh ơi, tới chị lên mic nha. Chị Trung Quanh mắc công chuyện thì phải nha. Vậy thì anh không trở lên hả? Anh không trở chứ để rung loãng quá. Anh lên nha, mời anh hả. Alo, quý vị nghe không trở nói không ạ? Dạ cảm ơn. Không trở kính chào quý vị. Không trở ca một bài là bài Lời Cuối Cho Em. Để ra đóng cửa lại. Lên phòng ngủ rồi mấy đứa nhỏ. Nhìn anh bằng đôi mắt buồn
với thà em nói, thà em trách rằng anh dối gian thật nhiều. Bây giờ chỉ còn đôi ba giây phút cuối bên nhau. Em nói đi, em nói đi, dù một đời làm tan nát lòng nhau. Nếu ngày mai nếu chúng mình xa nhau, anh xin dấu đời cùng em lần cuối. Nếu ngày mai lỡ chúng mình xa nhau, anh xin muốn kiếm yêu em mà thôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe ông Mít và chị Trâm Oanh. Thôi, ai nhúc nhích có mít đi. Dạ, cho em chuyện. Cảm ơn anh không trở gửi nhà bài nhạc nghe hay. Rồi mời bàn tay của anh trở lại ha. Chào lại hết cả nhà, gửi cái nhà bài nhạc nữa nhé cả nhà.
ngày không có em là lòng anh tan nát cả mây hoang thôi ra vẫn thầm 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 nặng trên đã một ngày không có em đã anh sẽ thắt cả ngang cây bút tiếng chim khóc mối tình mối tình như yêu chân lạnh đường mình lối do ai nào tình yêu chắp cánh giá vi trời cao mang mát xanh hồng lắm gót tiếp thương vàng mưa không lạnh mà sao hồn băng giá không có em tôi thành phố yêu tình trời còn chưa mất tình đã thắng tay tặng tay chiều quanh không trở và dạ, chị trong quanh chắc bị nhốt ở đâu rồi dạ, chứ chưa có về được đâu, hồi nãy thì chưa thấy nhúng nhích ha. Rồi vậy thì anh không trở lên nha, chừng nào mà anh ca mà anh buồn ngủ anh khiều khiều em cái mình anh em mình đi ngủ chung đã khá vậy.
Vậy nha. Alo, Không Trợ kính chào lại quý vị. Không Trợ ca bài nữa là bài Trên Đỉnh Mùa Đông. Cho dấu không xóa nhòa,
thì rồi cũng qua, tình cũng bay xa. Ngàn ngày trôi xa vắng, chưa cạn một lần cay đắng. Xa nhau một đời, em còn gì đâu, anh còn gì đâu. Ôi những câu chuyện lòng, làm thơm ngát thêm tuổi hồng. Em ơi yêu đi yêu đi, trên đỉnh yêu đương gió tỏa thêm thương. Ôi những câu chuyện lòng, từ lâu vẫn như hiểu đâu. Em ơi yêu đi yêu đi, nên thử thương đau khi hạnh phúc qua mau. Yêu đi yêu đi, nên thử thương đau khi hạnh phúc qua mau. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Không Trở xin giao mic lại cho chị Trâm Oanh. Ok, cho Trâm xin được chào lại tất cả quý vị. Trâm bận một chút. Cảm ơn anh Không Trở là cứ bầu. Thật sự mà nói Trâm cũng chưa có được ăn cơm tối nữa. Để Trâm vớ được bài nào, Trâm hát bài đó nha quý vị. Thank you.
Trâm xin được cảm ơn cả nhà, và Trâm xin được mến mời anh Cầu Quai nhé. Chào anh Chim Bắc Cành Nam. Anh Chim Bắc Cành Nam nay có đọc được cái tin gì không mới không anh Chim Bắc Cành Nam? Ok, cho mời anh ạ, Cầu Quai. Ok, rồi, Cầu Quai chào lại cả nhà. Nghe nhà vui vẻ ha, nhà có chị xung quanh bàn tay của chị cho lại ha, cho nó vui, rum không có nhiều quá chứ, nhà khi nào chán chạy, gỡ nhà bài nhạc nữa nghe cả nhà. Buồn vần thưa bước chân buồn, đèn khuya hiu hắt ánh điên câu, giữa đêm sâu ngõ không màu, sống lạc lối thân đơn côi, chốn tôi xanh chìm trong bóng tối, vực sâu yêu đắng cay. Lòng phô khuyên bước chân con khu gian, tìm về thơ ông đêm ngày qua, khóc chi nhiều đã bao chiều, chỉ riêng mình thêm phố đưa hoa vùng thương, hàng đêm tóc rối đủ đai ngõ tôi. Xin yêu thương đến trong hồn thôi, dù cơn đau qua miệng thương nhớ, quá độc hành mai lẻ ối xanh sao tiếng thanh thần quen, đêm kinh đô muốn máu ngà bóng, một người tìm đau mắt tình giờ ra bước mong vàng tăng tăng, nhìn thương trong nhớ vắng ra mơ, tiếng nhạc sâu đã tan dần giữa đêm dài, không chẳng sao buông vòng tay sao mang nỗi tiếc chờ đợi liên tiếp mây sao. Xin yêu thương đến trong hồn thôi, dù cơn đau qua miệng thú nhớ, quá đơn giản đồng hành mang lẻ ối xanh đau tiếng than thần quan, đêm kinh đôi muôn máu nhà bóng, một người đi đau mắt em tình giờ giác bước mơ đầy tình thương chấm nhớ vắng ra tiếng nhạc sau ta tăng dần giữa đêm dài, không tránh xa buông vòng tay sao mang nỗi tiếc chờ đợi liên tiếp mây. Buông vòng tay sao mang nỗi tiếc
chờ đợi riêng kiếp. Hết bài, cảm ơn cả nhà nhiều nhé. Anh không trở ơi, anh lên mic được ha, chưa? Tôi quay gửi cái mic cho anh nè. Alo, không trở kính chào lại quý vị. Không trở ca một bài nữa là bài Hoa Nở Về Đêm. Trong phút nay tôi tìm mình thì thầm
giờ đã gặp được một nụ hoa nở về đêm. Ok, cho Trâm Oanh cảm ơn anh Không Trợ nhé. Có một cái tin rất là nóng hổi. Trâm có nói sơ sơ lúc nãy cho quý vị biết. Giờ Trâm đọc cái tin này, giờ Trâm tóm tắt để cho mọi người biết là cái kế hoạch của FBI bây giờ đó là họ tấn công vào những cái người mà ủng hộ ông Donald Trump. Thậm chí nó còn tồi tệ hơn là có thể nói là chúng ta nghĩ đến. FBI, họ đã 35 cuộc tấn công của FBI vào các cái đồng minh của ông Trump ngày hôm qua. Trong một cái bối cảnh mà cái là coi như là nó tắt điện hoàn toàn. Một cái báo cáo mới của mà một nhân vật mà rất là nổi tiếng, ông này đó là Tucker Carlson. Ông ta nói vào cái tối hôm qua, ông ta bảo là cái con số này có thể nó còn cao hơn nữa, quý vị. Và nó đang là FBI bây giờ đang là tiến hành một cuộc thanh trừng quy mô toàn diện những cái người mà ủng hộ ông Donald Trump đó. Vì vậy cho nên là đó là những cái người mà có thể nói là đối thủ của Joe Biden trong cái cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, và cái cuộc thanh trừng đó nó đã tăng cường một cách đáng kể trong cái ngày hôm nay. Vì vậy cho nên là một cái nhân vật rất là từng là cố vấn của ông Donald Trump, ông này là Steve Bannon, ông nói rằng là chỉ riêng ngày hôm qua đó là FBI đã đột kích vào nhà của hàng
đồng minh của ông Donald Trump, họ sẽ đi sâu vào cái đề tài này. Nếu mà chúng ta theo dõi cái chương trình của cái ông Charlie Kurzo này, thì ngày hôm nay đó họ nói rằng thì là chúng tôi đã cố gắng để mà giải quyết cái vấn đề kể từ khi mà chúng tôi liên hệ với lại cái law group đó, tức là cái tổ hợp luật sư đó của Dylan đó. Thì cái sự thật đó là cái gì thì phải nói là vài cái ngày trước đó, là một cái phóng viên chính trị đã gọi cho một số người và nói rằng là tôi đã nghe, bạn đã nghe chưa, hay là bạn đã được tống đạt chưa, có nghĩa là họ báo cho nhau biết là đã nghe là cái tin FBI bây giờ nó đang là đi lùng bắt mọi người, hoặc là đã nhận được cái tin tống đạt chưa. Thì FBI sẽ tống đạt 50 lệnh khám xét và chát hầu tòa đó trong 24 giờ sau đó. Thì đây là cái mà Trâm muốn nói cho quý vị biết, là cái cập nhật cái tin tức mới nhất bây giờ. Đây là một cái cuộc trận, nghĩa là cuộc đấm đá phải nói là sống còn giữa cái Deep State FBI và cái phe của ông Donald Trump này. Đó là cái mà Trâm muốn nói sơ qua như vậy để cho quý vị biết cái tình hình hiện thời bây giờ nó đang nóng bỏng đến như vậy. Ok, bây giờ Trâm hát bài xong rồi Trâm mời anh Kawai nhé. Trâm chỉ có tóm tắt như vậy để cho chúng ta biết những cái gì đang xảy ra, còn đi vào chi tiết thì Trâm chưa có thể đi vào chi tiết.
Chăm mời ca quay nhé. Chắc anh không chở cũng không rảnh. Ok, cho mời anh không chở nhé. Cao Quai chắc là bận rồi. Cho mời anh không chở nhé. Alo, không chở xin kính chào lại quý vị. Không chở ca bài nữa là bài 10 năm tình cũ. Vẫn còn trong ta một đời cuồng điên.
cả một trời yêu bao giờ trở lại. Ôi ta xa nhau từ như đã, ôi ta yêu nhau để làm tư ngờ. Tình bất phân ly, tình vẫn như mơ. Đành như lòng thôi ra từ kỷ niệm. Cho qua bao năm, mộng duyên thêm dâu. Nhưng sau bao năm, ngày dài qua mãi. Cách biệt làng như mây như mưa bay đi muôn phương, nhưng em yêu ơi vẫn còn trong ta một đời buồn điên. Anh hôm nay thấy lòng tiếc nhớ, mười năm không gặp, mười năm nhớ. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Không Trở xin mời anh Cao Quay. Nếu anh Cao Quay không có thì chắc chị Trâm Oanh lên. Chắc là anh Cao Quay để hát show ở đâu rồi. Ok, Trâm có một cái tin này Trâm báo cho quý vị biết nhé. Mọi người biết là họ vừa mới đưa ra cho chúng ta biết cái tin là bà Nữ Hoàng Anh chết rồi, phải không quý vị? Đó là một cái chính thức thông báo là bà Nữ Hoàng Anh chết. Nhưng mà thật sự là bà đã chết mấy năm nay rồi, ít nhất là 2 năm nay rồi. Thì bây giờ bây giờ bắt đầu đưa ra cái thông báo. Trong tương lai chúng ta sẽ thấy có rất là nhiều những cái thông báo báo là người này chết, người kia chết, là chính thức thông báo đó. Nhưng mà có những nhân vật là đã đi lên bàn thờ mấy năm rồi quý vị. Nhưng mà bây giờ để trở về cái vấn đề sau cái thông tin cho chúng ta biết là bà Nữ Hoàng Anh bà chết, thì sẽ sau đó là sẽ tất cả các ngân hàng trên toàn thế giới sẽ đóng cửa nha quý vị, trong 10 ngày đó. Nghĩa là phải nói là trong cái 10 ngày này rất là đen tối quý vị, rất là đen tối trong 10 cái ngày này. Nghĩa là phải nói là trên toàn thế giới chứ không phải là chỉ có nước Anh không. Và có thể là đưa đến cái tình trạng là châu Âu sẽ bị sụp đổ. Thì tất cả những cái ngân hàng mà người ta nói đến ở đây là ngân hàng của Nga, ngân hàng của Tàu, ngân hàng của châu Âu, ngân hàng của Mỹ. Vì vậy cho nên là Trâm báo cho quý vị biết là quý vị nên có, nếu mà có để tiền trong ngân hàng thì mọi người nên bỏ, lấy tiền ra để chúng ta có thể dùng để tiêu xài trong trường hợp mà không có đi ra ngân hàng lấy tiền được. Ngay kể cả những cái máy lấy tiền cũng không được, ngay kể cả chạc credit card cũng không được luôn. Vì vậy cho nên là Trâm báo cho quý vị biết như vậy nha. Ok, thì đó là cái
báo động cho mọi người biết như vậy. Giờ Trâm hát một bài nữa. Mà nếu mà không có ai tham gia nữa thì có thể Trâm mời anh không chở, nếu mà thì mời anh không chở, còn nếu không thì chắc là phải xin mời ông radio lên đảm trách, trọng trách công việc trọng trách. Thank you.
quay à. Chắc anh cao quay để nick đây thôi nhưng mà không có mặt. Vậy thì thôi, Trâm cũng sinh hoạt cũng tạm đủ rồi nha. Bây giờ Trâm cũng phải đi đi làm chút. Giờ này chưa được ăn nữa. Thành thử ra Trâm xin được chào tạm biệt tất cả quý cô chú anh chị em, để Trâm đưa mời ông radio lên đảm trách điều hành chương trình nhé. Mời ông Ari Radio ạ. À, con